Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Rạng sáng qua theo giờ Việt Nam, Arsenal có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Benfica và giành tấm vé đi tiếp vòng 1/18 Europa League. Những người ghi bàn cho The Gunners ở trận lượt về là Kieran Tierney và Emerick Aubameyang. Dù khá khó khăn nhưng việc giành quyền đi tiếp là rất xứng đáng với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta khi họ đã phải trải qua một trận đấu đầy nỗ lực. Ở đó, chính pháo thủ đã phải sửa lỗi cho tình huống phá bóng lỗi của Dani Ceballos ở phút 61 khi tỷ số đang là 1-1, dẫn đến bàn thua thứ hai. Và với việc bị dẫn trước 2-1, bộ đội chủ sân Emirates phải ghi hai bàn mới có thể đi tiếp. Sau trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha đã đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter cá nhân, rút kinh nghiệm từ những sai lầm của chính bản thân mình. Giờ thì chúng ta đã đi tiếp vào vòng trong. Cảm ơn Chúa Trời. Hãy tiến lên Arsenal và cảm ơn nhé, Aubameyang. Aubameyang và Bukayo Saka đích thực là hai nguồn cảm hứng lớn nhất cho chiến thắng kịch tính của Arsenal. Saka là người chọc khe xé toang hàng thủ đội khách, mở ra thời cơ cho Aubameyang bấm bóng tinh tế mở tỷ số. Cuối trận, cũng chính Saka là chủ nhân pha đảo chân kỹ thuật, tạt bóng chuẩn xác để Aubameyang hoàn tất man ngược dòng. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua sự kết hợp giữa Kieran Tierney và Willian. Vào sân thay Emil Smith Rowe, Willian liên tiếp ban bật ăn ý cùng Tierney bên cánh trái, gây ra không ít khó khăn lên hàng thủ Benfica. Nếu không có pha phối hợp thành bàn gỡ hòa của cặp đôi này, chưa chắc pháo thủ đã vực dậy được tinh thần để hướng tới thắng lợi. Tiếp đón Benfica, huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định thay thế Nicolas Pepe bằng Emil Smith Rowe trong đội hình xuất phát. Odegaard được ưu tiên đảm nhận vai trò số 10, đồng thời Rowe phải lệch sang cánh. Trong 63 phút góp mặt trên sân, có thể thấy ngôi nổ 20 tuổi chơi không thật sự ổn với cách bố trí này. Việc dung hòa hai quân bài đều có xu hướng hoạt động ở trung lộ này có lẽ vẫn là bài toán mà Arteta không dễ tìm ra lời giải. Arsenal đã phải trải qua 90 phút nghẹt thở trong màn đối đầu với Benfica tại trận lượt về vòng 1/16 Europa League. Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Aubameyang, nhưng sự lơ là nơi hàng phòng ngự khiến cho họ phải nhanh chóng đánh rơi lợi thế chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Trước tình hình này, huấn luyện viên Mikel Arteta đã phải đưa ra những thay đổi về mặt nhân sự nhằm giúp đội nhà giành lại lợi thế. Tuy nhiên, thay vì sử dụng những ngôi sao tấn công đang thể hiện phong độ ấn tượng như Nicolas Pepe hay Gabriel Martinelli, ông lại quyết định trao cơ hội cho bộ đôi Willian và Thomas Partey. Chính sự điều chỉnh đến từ vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã giúp Arsenal lội ngược dòng thành công, qua đó nắm lấy tấm vé tham dự vòng 1/8. Sau trận đấu, Arteta cũng giải thích lý do về quyết định thay đổi người vừa rồi. Họ tạo ra hàng phòng ngự hai lớp rất chắc chắn xung quanh khu vực 18m trước vòng cấm. Vì vậy chúng tôi không có nhiều không gian để triển khai bóng. Thời điểm đó, chúng tôi cần một nhân tố có đủ sức giải quyết vấn đề và với khả năng xoay sở trong không gian hẹp của Willian, cậu ấy đã thực sự giúp ích cho cả đội. Thuyền trưởng pháo thủ cho biết. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.